nay một lần ghé qua chợ đồ cũ của Nhật Bản, mình thấy một cái bức tranh phù điêu, gọi là bức phù điêu, được làm bằng chất liệu đá của Nhật Bản. Để theo các anh bán hàng đây, các anh nói thì cái bức này có giá trị khoảng 6 triệu Việt Nam đồng. Với bức phù điêu này thì bên ngoài được bo bởi một cái khung gỗ rất là dày, nó dày khoảng tầm 3 đến 4 cm. Và cái bản lề của cái mặt của cái khung bức tranh bức phù điêu này là khoảng 4 cm. Đấy. Ở đây thì có chạm khắc một nhân vật lịch sử của Trung Quốc, đó là theo tôi thì đây là Quan Vũ, Quan Vân Trường. Đây, các bạn có thể rất là tinh xảo. Trời tối quá. Rồi ok. Nét rồi. Đây các bạn có thể thấy về các cái chi tiết điêu khắc trên gương mặt của Quan Vũ, chúng ta thấy được là có một cái nét gì đó rất là thanh thoát và mạnh mẽ, với cái bộ râu rất đặc trưng của Quan Vũ, bộ râu rất dài và đang hiên ngang vuốt cái bộ râu của mình, một tay thì cầm thanh bảo đao, gọi là đại phong đao. Đây trên này có chữ không? À đây, thanh bảo đao này có khắc hình con rồng mà không biết là có chữ gì đây. Đấy, trên tấm áo bào, áo giáp của Quan Vũ thì có khắc các cái họa tiết trang trí hình rồng rất là đặc trưng của trang phục thời Trung Quốc, trang phục một vị tướng. Đây cái này là cái gì đây tôi không biết được, trên mũ của Quan Vũ này. Đấy, chất liệu để làm nên cái bức tranh phù điêu này là bằng chất liệu hoàn toàn bằng đá các bạn ạ. Ở đây là chữ gì thì tôi cũng không biết, các bạn xem chi tiết từng chi tiết nhé. Đấy. Từ chi tiết cho đến tổng thể luôn. Đấy, đôi giày của Quan Vũ được chạm khắc cũng rất là tinh xảo bởi những cái họa tiết rất là chi tiết. Đây, từ cái thanh bảo đao cho đến áo giáp này, màu sắc được kết hợp hài hòa rất là tinh tế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp theo đến cái phần mặt sau của bức phù điêu này. Bên trên này các bạn có thể thấy là cái phần móc của chiếc bức tranh này cũng được làm có lẽ bằng chất liệu đồng. Đấy, cũng là làm rất là chắc chắn và cẩn thận, chỉn chu từng chi tiết. Chúng ta thấy được cái vòng tròn này không có nếp nối nào luôn. Đây các bạn có thể nhìn kỹ, không có một nếp nối nào. Đấy. Mặt sau nha, bây giờ quay mặt sau cho các bạn xem. Đây ok. Đấy. Mặt sau cũng được bo bằng cái 4 thanh gỗ xung quanh. Đặc luôn các bạn. Đặc luôn. Chứ không phải gỗ ép luôn, gỗ thịt. Đấy, sẽ gọn là có mấy chữ đây, 1, 2, 3, 4 chữ. Thôi không biết là dịch từ chữ gì, chữ tiếng Nhật, tôi biết các bạn nào. Các bạn biết tiếng Nhật thì có thể dịch và bình luận dưới video này nhé. Các bạn có thấy là những cái đường cắt này, cái đường cắt theo chỉ bo quanh 4 chữ này. Đấy, cũng rất là thẳng hàng và tinh xảo. Không biết là có phải là cắt bằng máy không, tôi cũng không biết được, để xem kỹ lại xem nào. Theo các bạn thì đây là cắt bằng máy hay là người ta làm hoàn toàn thủ công? Tôi nghĩ là hoàn toàn thủ công. Đây, những cái đường cắt xung quanh, bo chữ xung quanh. Đây. Hay nhỉ? Đồ này có khi bền lắm đấy nhỉ? Nặng lắm á, inox á mà. Bức tranh này có kích thước khoảng tầm... Inox đấy. Cả khung là bao nhiêu? 20, khoảng 30 cm. Và chiều ngang của nó là 20 cm. Hoàn toàn bằng đá nguyên khối các bạn ạ. Đẹp. Các bạn nhìn xem. Đây, nhìn thế này. Hai mặt. Mặt sau này và đây là mặt trước. Cái này có lẽ là tranh phù điêu. Rồi, đấy là một cái trong những cái bức tranh phù điêu ấn tượng nhất trong cái chợ đồ cổ hàng Nhật Bản này và mình muốn review cho các bạn xem. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, và một lần nữa nhớ đừng quên bấm like, chia sẻ video cũng như là bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này với giá 6 triệu đồng thì các bạn có thể ghé qua
chợ đồ cổ Nhật Bản ở công viên Chi Lăng của thành phố Lạng Sơn. Chợ này sẽ được mở từ ngày khoảng 12 ngày, từ 19 cho đến đầu tháng 10 thì là họ sẽ dọn đi. Đấy, hy vọng nếu các bạn thích cái sản phẩm này thì nhanh chóng đến đây nhé, hoặc là có thể liên hệ theo số điện thoại này, mình đưa cho bạn xem số điện thoại. Đây điện thoại đây các bạn. Rồi, ok. Rồi, cho các bạn nhìn qua một vòng chợ đồ cổ Nhật Bản. Những cái hàng qua sử dụng nhưng mà chất lượng vẫn còn tốt và đẹp. Ok.